ra vườn ông phun gốc dưa. Bốn luống dưa đến giai đoạn thời kỳ phải vun gốc. Mẹ mình đang vun gốc thì dưa mới nhanh lớn. Phải có người. Thế à, tí ra quay. Nhưng có ai, có người đứng ở đấy không? Ừ. Chẳng có cái kẹp điện thoại nào. Cứ phải cầm điện thoại này. Này. Mày sảy nhá cái là mày này. Bố tí. No.
đi xem. Xem bà vuông gốc rua. Bà ơi, bà đâu? Chứ quay người làm gì quay ạ? Quay cuốc đất. Chủ yếu quay cuốc đất này này. Thôi bơ đừng giật nữa. Cho đủ 10 phút đấy. Trông hay không kìa. Cô này nhẹ. Cô này nhẹ không như cái cô con mùa nặng trịch. Cô mua 50 nghìn hay ba mấy nghìn. Bảo cái cô con mua có 50 nghìn cái cuốc đất to rồi. Mm-hmm.